giờ lắc bia không còn là gì nữa. Chỉ như là Ash mà phiên bản súng mạnh hơn Ash thôi chứ gì. Cái cây kìa, mới vừa chạy qua bay kìa. Chạy qua đây nè. Chạy bên kia rồi, đem canh này nha. Canh nha. Đừng thả trôn vô kìa. Bé đâu rồi? Bé camera bên... đâu rồi? Bé đâu rồi? Quẹo bên phải anh, quẹo bên phải. Hồi nãy nó chạy bên phải. Ok ok. Em bắn camera rồi nè. Camera nhưng mà là camera. Ờ em bắn camera của con anh nói camera. Con camera nhưng mà là thì em bắn. Chứ mà là cái camera. Nói không rồi đó. Camera chết rồi kìa. Vô đi. Mày muốn chết luôn. Ở đâu vậy? Cánh bên đó đó, ừ đúng rồi, cánh bên đó hồi em thấy nó đóng cửa em bắn nó luôn ba. Rồi con Valkyrie nằm bên trái. Coi chừng nha. Anh canh hai bên coi, coi gì cam cam bên trái nha, cam bên lầu bên trái. Rồi, anh qua bên phải coi có con Valkyrie không nha. Nghe tiếng trên lầu. Ừ, anh cũng nghe tiếng trên lầu. Thôi nhảy xuống rồi. Trên lầu không có, lầu. Vừa phải lầu máy anh vừa mới đeo. Chơi lâu. Đó. Đúng, ngon. Ủa sao em được ý assist nè. Hiếu gì Hiếu lên check chơi lâu đi Hiếu. Đây có con Nikolai rồi đúng rồi, ok. Ngon. Còn mũi cùng, còn mũi cùng thôi. Dũng rồi đi ba. Nó đứng đó nghi rồi. Đó đó đó. Chạy đi đừng shot, chạy đi đừng shot. Nó không thấy em, nó không thấy. Ê, có một đứa đứng ngay cửa anh. Rồi, thấy rồi. Đùa má, flash bắn nó đi. Bắn nó đi, có mình mày xuyên cửa được rồi, đúng rồi, bắn nó đi. Bắn nó đi. Đừng chơi, bắn nó đi. Thằng này ngu vãi. Đâu mất cái mình nó bắn xuyên cửa được quá. Lù hai hang lù đứng kiểu như chào nhau nó luôn. Mình trái anh. Không biết là nó đang chửi thằng Clap mà. Đang chửi thằng Clap mà. Ý là điện mẹ của mình nó bắn xuyên cửa được. Mà điện mẹ lù nó đéo chịu. Anh Hiếu chế giùm hơi giống vậy á. Hiếu hay lắm Hiếu. Coi nhàng bảy gấp cao nha. Thấy thanh niên này gà quá đó. Nó đưa cái mặt cho nó bắn luôn còn gì đó. Mẹ mà cái thanh niên này ghê luôn. Trời đụ má. Bắn chết con kia chưa? Rồi. Không, còn một con nữa, còn một con nữa. Nó bên phải á. Bên tay trái, bên tay trái á. Bóp cái nhẹ đi. Nó bé đồ anh chán quá, sợ lên nóc nhà mà. Đâu rồi? Chạy mất tiêu rồi. Nó hiếu lẹo quá Hiếu. Cô chừng lên lên lầu trên. Có lẹn lẹn trong mấy cái dòng ghế này không thôi. Người ta bỏ sai rồi. Hey, flat phê vừa cơ là. Mình nó bắn trong xuyên sai. Qua đi. Trong sai hai thằng. Anh để rút. Mẹ mày ready rồi. Hey. Ê, bỏ sai kìa. Vì cộng tin chạy đi. Nó công nhận lát bia mà nó bỏ cái shield ra chạy lẹ với cái đá. Đồ. Má ba đi. Nó bị dưới cái thấy. Mày mẹ vãi cái đá gì? Cái đụ má vừa thấy nó luôn. Cái cuộc này còn có mình thằng dưới sống. Đừng tìm mà. Con này bắn đâu có rồ đâu. Nice name. Còn ai đó nữa không? Còn ban 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 ý ở dưới.
lắp cái khiên vô đi ba. Đừng đéo gì khiên qua. Ơi đấy, người bắn có khiên vô đi ba. Nó bắn vệ khiên nó được cộng thêm điểm cũng vậy. Nó ở dưới, nó ở trong sai hết rồi á. Bắn đéo còn 2 điểm máu à. Lên anh hồi nãy nói là nó anh không chơi khiên mà nó activating drone nè Valkyrie còn chút xíu máu em. Bandit cũng vậy ba, Bandit còn... Nè nè nè, vô bắn nó luôn, nó ngay chỗ em luôn á, nó ngay chỗ em luôn á. Trời má, vừa thấy nó luôn. Má nó cầm súng thụt đầu quá vậy. Bắn nó trước rồi mà không chết luôn. Chửi em kìa. Nghe tiếng đứa nào đang đúc cửa. Nghe đúc cái cửa nghe ghê vậy ba. Thế là đang đóng mấy cửa lộn. À rồi rồi. Đằng sau cái quầy này có thằng. Má không lên nhăn trà đâu. Headshot. Trong sai nha. Trong sai một bé nè. Bé tên là bé Boos nè. Boos đâu, Boos đâu, mình spot nó được không? Đó, em bó lại đó. À, trong sai. Anh cũng thấy lạ khi mà Pool xuống không làm gì hết. Mở ngồi chỉnh trệ, ngồi trốn trong sai. Hai thằng ngồi đó luôn á. Nó có được coi thằng. Còn thằng cuối là nó không biết nó nằm đâu. Nghĩ là chắc dưới lầu gì đó. Có được rồi. Vô đi, vô đi. Thấy còn 25 giọt rồi đó. Castle. Tiếng giò, nghe tiếng giò đâu. Vừa lờ mấy bạn. Bốn bạn trong sai luôn hả? Bãi vậy? Bãi vậy sao tụi này nhát dữ vậy ta? Eco nè, Eco nè, spot cho anh nè, Eco. Đúng rồi, mấy con chó như mày đứa bị tàn chân gà bắn lớn thôi à. Bây giờ sao vô đi kìa. Mấy giờ mới không biết vô sao với tụi này luôn. Nè, tại chân cà nè. Pools nè. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bắt, bóp cái đi ba. Bắt con cà quá. Nó bên chỗ thằng Little Rex á. Ừ, đúng rồi, bên đó đó, bên đó đó. Đây để em hy sinh máu cho, còn có tí xíu máu à. Đu 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 đi, đu đi, đu đi, em bảo vệ cho. Còn có mình con tài chân cạn không phải nha. Khô rồi, nó khô rồi. Ủa, em không biết hả? Đảng đã được phổ cập vô game rồi đó. Má đi nữa thì nó đã nói sao má. Đang ập ập vào nhà ta. Đang ập vào nhà. No shield. Cứ gì mà đánh không cần shield luôn cho nhanh.
Ê, quay OG kết. Mà là OG kết. Không, ủa đúng rồi, nó là OG kết rồi bạn. Hết hồn. Nếu là mấy pha hết hồn mấy rồi tôi bắn ông rồi đó. Tôi sợ chết rồi. Tại vì mày ngu. Nghe tiếng cấp ra nó đây. Ôi, mèo. Ồ, ngon. Nice. Phải. Ê, em đục được cái tường bên đây được không anh? Dùm anh được không? Cái tường kế bên. Cái sành rồi. Em bật ngửa liền. Bật ngửa liền. Mà chó luôn rồi đó. Đang coi phim xét ba. Ờ hình như chó mà. Cái phòng này anh không biết gọi là phòng gì, anh không nhớ tên nữa. Nghe chỗ Huy á. Anh tiên bị chó. Anh nghĩa, em bị chó anh nghĩa. Hết dán. Hết dán này là hình như là hết à. Phòng ngủ á, phòng ngủ á. Đâu có đâu. Phòng ngủ. Nè, phòng ngủ nè. Bedroom nè. Nghe phòng ngủ nè. Hết dán này là hết à. Ồ, má bị spot này luôn. Black Bear no shield. Không cần dùng shield ta vẫn thắng. Oh, thôi. Công nhận Hiếu lên 160 FPS có khác nha. Bé nào đập cửa ghê vậy ba. Ồ ồ mấy bạn làm mấy pha kinh dị quá. Ồ, rồi nó gục rồi, nó chết rồi, chết rồi. Mới hình như gục rồi. Biết mà giờ anh thấy siêu này như không. Ủa đây nhỉ, em bắn nó gục phải không? Cái thằng smoke nó gục rồi hay là nó chết luôn rồi. Em bắn xuống đất thử nghe chỗ rồi, này. Chết rồi, chết rồi. Như nãy là ủa. Nãy là anh chỉ mới thằng bắn thằng smoke à, nãy anh bắn thằng smoke à. Đó, giờ nó mới chết nè, giờ nó mới chết nè. Ừ, tại nãy ủa nãy mới bắn thằng smoke thôi mà sao anh injure assist. Còn nếu mà em giết được nó là nó phải kill assist chứ. Tụ béo căng đét. Coi chừng cái đầu nè béo. Mà đít á. Ờ, camera. Đỉnh liền. Ủa má, sao có camera mém giết được tao rồi ba? Má, xém ace rồi. Ờ, xém ace rồi. Má, tao bắn tao á mày, camera tao bắn tao á mày. Hay có mày. Thường là, tôi nghĩ là Hiếu sẽ không sống sót trong vòng 1 phút đầu tiên. Rồi, coi Hiếu thể hiện nè. Tao thấy nghi luôn. À, lắc bia không cần siêu luôn. Mỗi lần mà la cái là mới dính được một mạng. Ủ ủ ủ ủ. Đồ quá lẹ. Lẹ quá luôn. Sư mày chết đầu tiên. Rút còn nữa không? Giết là phải giết hết. Rồi còn nữa mà. Ủa cái thằng cuối là thằng gì vậy? Thằng cuối là thằng gì vậy? Ôi, lên luôn đi. Lên luôn, lên đầu luôn. Cái thằng cuối là thằng gì vậy? Cái thằng rút nó nằm đi đường thẳng. Mày mày quẹo qua góc 11 giờ. Mày lộn góc 11 giờ. Cái góc đi thẳng nhìn thẳng mà xéo xéo một tí khoảng 11 giờ, góc 11 giờ. Quá hiếu là ờ đúng rồi đó, nó lên tí nữa, lên nhìn lên tí, đi lên tí nữa thấy nó đó. Thấy ôi, không? Ủa thằng cuối em thấy nó chưa? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ thấy. Sai nè.
Vậy ta nghĩa đi qua bên phải, bên trái tí đi. Bên trái dòng phía đó, bóp nó một cái. Nè Eco nè. Nè hai thằng đó, hai thằng Eco đó, đó đó đó. Rồi mở, rồi vô luôn đi Hiếu. Còn một thằng cua dê á, bắn lũng luôn đi. Xuống. Ủa, đi vô chỉ vậy quý. Ồ, xuyên sọ. Thì ai biết còn thằng ấy cho trong đó đâu. Tôi nghe tiếng hoài luôn nè. Cái Brian còn hỏi nhiều máu. Thấy mấy rồi. Có cái lỗ. Nghe một hàng trong sai á. Ồ, bắn đại dính cái đầu. Bắn đại dính cái đầu. Dính không biết, dính đó. Tao tính nó mày là không. Có chừng bên cái... Này thì cái đó là cái cách mà để hạ tài chanh cà. Bắn vợ siêu nó xong bắn nó. Ba cái đầu. Bên đây là bên đây có hàng. Hả? Đang cua không hàng. Ở trong chưa? Bị có rồi, có camera. Bao 4 cái đầu easy mà có lên. Cầu hang. Lời cứ vô đi, ta canh cầu hàng cho. Ây mẹ. Easy. Chỗ này dễ mà. Chỗ này chỉ cần canh được một thằng, canh được cái cầu bên kia rồi. Generation of renegades. We don't have to stay alone. Some brother, sister. Find a spaceship and let it take.